Dịch bệnh COVID-19 đã gây ra những ảnh hưởng rất nghiêm trọng về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội trên khắp các châu lục. Mặc dù chính phủ và nhân dân Việt Nam còn nhiều khó khăn, nhưng vẫn dành một phần nguồn lực của mình để giúp đỡ chính phủ và nhân dân các nước. Và chính nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam đã được các nước xem đây là sự động viên tinh thần to lớn, thông điệp về tình đoàn kết và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam với các nước trong cuộc chiến cam go với dịch bệnh COVID-19. Hơn 7 tỷ đồng quà tặng là các trang thiết bị y tế, gồm quần áo bảo hộ, khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19 dành cho mỗi nước bạn Lào và Campuchia. Hơn 450.000 bộ quần áo bảo hộ được sản xuất tại Việt Nam đã tới Hoa Kỳ. Ngay khi chuyến bay chở 450.000 bộ trang phục bảo hộ giúp phòng chống dịch COVID-19 từ Việt Nam hạ cánh xuống Dallas, bang Texas, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gửi lời cảm ơn những người bạn Việt Nam. 550.000 khẩu trang vải kháng khuẩn chống giọt bắn do Việt Nam sản xuất gửi tặng chính phủ nhân dân các nước Pháp, Đức, Anh, Tây Ban Nha và Italia. Đặc biệt ý nghĩa khi chính phủ Việt Nam trao tặng chúng tôi khẩu trang kháng khuẩn. Chúng tôi rất cảm kích về điều này bởi khẩu trang giờ đây là một phần quan trọng trong cuộc chiến chung chống lại virus Corona. Lô khẩu trang này chắc chắn sẽ hữu dụng và bên cạnh đó còn thể hiện rõ nét những hiệu quả của sự hợp tác trong phòng chống dịch bệnh. Trên tinh thần hữu nghị và láng giềng gần gũi, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã quyết định trao tặng chính phủ và nhân dân Myanmar món quà 50.000 đô la Mỹ để cùng chung sức phòng chống dịch COVID-19. Những con số biết nói đã thể hiện tấm lòng chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau của chính phủ và nhân dân Việt Nam, giúp các nước có thêm phương tiện bảo vệ sức khỏe cho người dân, giúp đỡ nhân dân các nước vượt qua giai đoạn khó khăn. Tôi chân thành bày tỏ lời cảm ơn tới chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự hỗ trợ tình nghĩa cho chính phủ và nhân dân Myanmar trong trận chiến chống đại dịch COVID-19. Đồng thời, sự hỗ trợ này cũng thể hiện tinh thần đoàn kết vì sự phát triển tình vụ chung trong khối ASEAN. Dù cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, nhưng Việt Nam đã đang và sẽ luôn luôn sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, nguồn hỗ trợ y tế và tạo điều kiện thuận lợi cho công dân các nước thời gian qua ở Việt Nam, trong đó có chữa trị cho những người có kết quả dương tính với virus Corona và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ và tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân, đồng thời duy trì quan hệ hợp tác giao thương, phối hợp chia sẻ thông tin và hỗ trợ cùng nhau vượt qua khó khăn.